Hello mọi người, hôm nay là một ngày nắng đẹp trời nên quyết định là Kỹ Xe Hẻm đổi phong thủy để có thể review xe ở một cái cảnh quan khác hơn cái không gian nhà mình. Thì đây là một chiếc Honda Sonic, thì dĩ nhiên đây là một chiếc xe mà người ta nói là trong cái phân khúc mà xe nhỏ là gần như là thần thánh tại vì nó mắc tiền nhất. À, một chiếc này mà hồi có lúc mà nó mới ra lúc cao điểm có khi phải 70-80 triệu, mà bây giờ giá thì nó đang rẻ bớt rồi. Thì chiếc Honda Sonic này đã được đưa cho Kỹ Xe Hẻm để thêm một số đồ chơi. Thì sẵn hôm nay là mình cho mấy nhóc đập đua xe bên đó thì mình review chiếc này luôn. Rồi, đầu tiên là phần cần số, mình đã thay cho nó một cái cần số đồ chơi K-Tech để chúng ta có thể, một là chúng ta muốn móc hay đạp cũng được, hoặc là để chúng ta có thể đưa gót để chúng ta đạp để lên số cho nó dễ. Theo như mình thấy cảm nhận á, thì với cái giò đạp này á, thì khi mà mình lên số nó sẽ lẹ và mượt hơn là cái chuyện mình móc đó. Tại vì cái chân mà mình chỉ để tới đạp tới là xuống số, hai ba đạp chân là lên đó, thì nó sẽ rất là lẹ. Kế đó là một cái gác chân chuyển inox đó, nhìn cho nó sạch sẽ đẹp đẽ. Rồi kế đến là cái phần dè cạc tê che sơn, nó carbon fiber đó, vô cái là nhìn thấy mướt mát liền ha. Ốc thì mình thay ốc inox, cả ốc cốt bánh luôn, lẫn ốc tán của đĩa răng. Đĩa răng thì vẫn đi là đĩa thép và sên vàng bình thường thôi, nhưng bắt đầu qua bên đây là sẽ bắt đầu tới phần heo à, tới phần heo ở bên đây à, heo thì mình đã đi một cái dĩa Orel, nhưng mà mình làm lại cái lồng chứ mình không có đi cái lồng zin của nó. Tại vì nếu mình đi lồng zin trên cái xe này á, thì mình phải chêm cái thớt đĩa ra, nhưng mà chủ xe thì không muốn, và mình đi với nó là một con heo Brembo của KTM. Rồi qua tới đây, một số đồ nhẹ nhàng khác giống như là một cái ben đạp Brembo màu vàng và một cái miếng ốp carbon để che cái ben đạp. Rồi sử dụng là ti, cũng là ti inox luôn để cho nó nhẹ nhàng, và những con ốc kiển inox mình cũng đã gắn thêm. Rồi kế với đó thì phía trước đây thì nó sẽ là một cái bộ cụm thắng Brembo đi kèm với là dây dầu Acosato, với lại một con heo của R1 bản mẫu mới nhất, mình kêu là mẫu bông mai rulo súng nè, đó 6 lỗ súng giống như 6 viên đạn vậy đó. Đĩa thì mình đã quyết định đi cho nó đĩa Brembo của BMW S1000 mà mình làm lại nguyên cái lòng CNC mới mà mình xi đen. Rồi mở cổ bô titan, rồi thêm phần che kết nước, rồi một số ốc kiển à, là nói chung là chiếc xe dọn rất là nhẹ nhàng sạch sẽ. Rồi một chiếc xe mình chỉ làm một cách rất là đơn giản nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng mà nhìn nó sẽ rất là cá tính. Chưa kể là mình còn thêm cho nó một cái bộ cầm côn Domino TWM à, rồi một cái miếng ốp chìa khóa kèm với lại một cái bộ ốp tăng chỉnh phột. Rồi chỉ đơn giản nhẹ nhàng thôi. À phía đằng sau còn thêm một cái phục sau nữa. Rồi chỉ vậy, một chiếc xe cực kỳ nhẹ nhàng. Nếu mà mình nói là chiếc xe này, nếu mà nói trong phân khúc xe nhỏ là chiếc xe mình thích nhất, tại vì cái kiểu dáng của nó vừa hiện đại, máy móc thì lại mạnh mẽ, ngầu, mình đánh giá nó rất là cao. Rồi chào mọi người, hẹn gặp lại ở phần sau. Bây giờ mọi người sẽ quay coi những cái cảnh góc đẹp của chiếc xe.